hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series, một chú vẹt màu xanh nhá. Đây nó đây, một con vẹt parrot. Con vẹt này mình sẽ gửi tặng bạn Vân nhá. Ok ok, let's go. Nhiệm vụ của chúng ta là top 1 server. What the hell man? Một pha quay xe khét đấy. Sầu âm dương với chúng tôi. Em này to phết nhờ. Hàng khủng, hàng khủng. Vâng, các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một subscribe nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào muốn làm về game con sâu thì cứ để lại comment cho mình tên và con sâu các bạn muốn làm nhá. Mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. Một em sâu tặc răng màu đỏ rất to nữa các bạn ơi. Wow, lụp. What the hell man? Quả đó hơi ẩu nhờ. Trận này chúng ta phải hết sức bình tĩnh, không đi đâu vội vàng cả. Thịt luộc luôn em này. Chả đi đâu hả bưởi? Vâng, top 5 server luôn rồi. Quá nhanh và rất nguy hiểm. Mày hả bưởi, wow. Thanh niên có pha di chuyển hơi lỗi. Bây giờ thì con sâu của chúng ta đã lên được top 2 server. Một pha leo danh rất nhanh. Vâng, tiếp tục là một pha headshot. Và bây giờ thì con sâu của chúng ta đã lên được top 1 server. Oh man. Chạy đi đâu cho hết nắng hả người anh em. Một chú zombie đá. Nó đã bị hạ thủ rồi. Wow, nguy hiểm thế nhờ. Đó lại là một cú đờm hơi nổi.
Top 1 đang ở rất gần. Nó ngay bên dưới con sâu của mình. Đó chính là một chú ngựa nhỏ các bạn ạ. Lụm cháo. Mày hạ bưởi. Top 1 đã bị tiêu diệt. Tiếp tục là một pha headshot. Một em sâu đã bỏ mạng ở đây. Wow, một cái skin mới kìa. Nó là một con sâu rất bắt mắt. Chưa kịp bùa vây nó thì nó đã toang rồi các bạn ạ. Vâng, đồ ăn free rất nhiều. Chúng ta đang có một con mồi siêu béo ý. Oh man, quá thơm thưa các bạn. Vâng, rất nhanh con sâu của chúng ta đã lên được top 1 server rồi. Một pha chinh phục top 1 rất đẳng cấp. Tiếp tục là một pha kẹp cổ gà. Một em Spinger. Những cái xác rất to và dài thôi các bạn. Vô tình nụm được bí kíp. Wow. Very perfect. Pha này thì cứ gọi là hết say ông 37. Một 1.999.000 điểm, 2.000.000 điểm. Điểm số tăng lên rất nhanh.
rất nguy hiểm thưa các bạn. Vâng, đó là một cái khe quá hẹp. What the hell man? Ok man, núp cháo. Mày hả bưởi? Một pha double kill. Vẫn còn một con sâu rất to nữa kìa. Wow, rất nhiều sâu siêu to khổng lồ đang tập trung ở đây. Không thấy cái đầu của nó đâu cả các bạn ạ. Cái đầu của nó ở tít phía dưới này. Oh man, đây rồi, lúc cháo. Có một con sâu rất to nữa kìa. Mày hà bưởi, what the hell man? Và con sâu của chúng ta lại toang rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.